Xin chào tất cả các bạn đã đến video tiếp theo của mình. Hôm nay mình sẽ tổ chức một cuộc thi cho team mình. Đó là bạn nào ngừng ăn lương khô cuối cùng thì bạn đấy sẽ giành chiến thắng. Trên tay mình là chiếc hộp đã đựng các lá phiếu. Nửa cái, một cái rưỡi, hai cái và một lá phiếu qua lượt. Một lá phiếu là chỉ định người ăn. Bây giờ bạn Hưng sẽ là người bốc lá phiếu đầu tiên. Mời bạn Hưng. Mời bạn Nhật. Mời bạn Huyền Anh. Mình sẽ là người bốc lá phiếu cuối cùng. Các bạn cùng giơ lá phiếu của mình lên xem là mình bốc được lá phiếu nào các bạn nhỉ? Mình được nửa cái. Của mình. Của mình là một cái các bạn ạ. Mình qua lượt các bạn ạ. Vậy là bạn Nhật. Của mình là một cái, bạn Hưng. Một cái rưỡi. Bạn Huyền Anh. Của mình là nửa cái. Bạn Huyền Anh nửa cái, bạn Nhật qua lượt à? Dạ. Vậy là bạn Nhật phòng này bạn Nhật sẽ không phải ăn các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ bóc lương khô và chia cho các bạn. Bạn nhớ anh ấy bóc cho. Đây bây giờ mình bóc lương khô các bạn nhá. Mình nghĩ là vòng này có một bạn rất là thèm lương khô rồi bạn. Đây là một nửa, mình sẽ chia một nửa cái cho bạn Huyền Anh. Đây bạn Huyền Anh đây một nửa mía. Đây rồi, còn chỗ này là của bạn Hưng bạn nha. Bạn Hưng là một cái rưỡi các bạn nha. Mình sẽ ăn nha. Bánh nước khô Hải Châu các bạn nhé. Ôi mời các bạn thôi, các bạn cứ chiến đấu bình thường thôi. Mời các bạn nha. Đây của mình là một cái các bạn nha. Mình mời các bạn. Mời bạn nhấn nha. Mình khô rất là ngon. Chuyển sang những môn dịch này nào, mình không đi ra ngoài này, ở nhà mình ăn nước khô không gói cũng được cho các bạn. Cảm nhận bản thân miếng nước khô đầu tiên như thế nào? Bình thường. Của bạn Việt Anh. Cây cứng cứng. Bánh nước khô là ngon hơn này. Mềm hơn, nó dễ ăn hơn. Mình ăn sau hết rồi các bạn nha, mình cho ăn một miếng rồi nha. Từ từ hỏi chặt một bạn. Ha 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 ha
Qua vòng thi đấu đầu tiên thì có bạn nào đã chuyển được hàng chưa? Chưa. Đã được hàng chưa? Chưa. Vậy chúng ta sẽ bước sang vòng 2 luôn để bạn nhận học phải đến lâu các bạn nhé. Vậy vòng 2 chúng ta sẽ bước lại nhỉ. Bạn nhận sẽ bước được đầu tiên. Bây giờ bạn Hưng sẽ chỉ định ăn bạn Hưng nhỉ? Đó. Hưng ấy nhận chưa ăn của ông. Một thế là bạn Nhật. Các bạn ơi, vậy thì bạn Nhật sẽ phải ăn thêm một cái nữa là thành hai cái các bạn nhé. À bạn ấy một đấy à? Bốc được là phiếu nửa cái à? Đây của bạn Nhật anh đây. Đây đây. Người các bạn không? Bạn nhận anh một cái rưỡi đúng không nhỉ? Đây có rồi. À đây có đây à? Ok. Bạn anh đây. Đây của bạn thì anh một cái rưỡi đây các bạn nhá. Mùa dịch như này thì món lương khô này sẽ rất đảm bảo cho cái cơn đói của mình các bạn ạ. Là món lương rất là tốt để chống đói các bạn nhé. Bạn ấy bạn nào bảo là nước khô là món ăn rất đơn giản các bạn nhỉ? Bạn nào nhỉ? Chú đang thấy có một bạn là sắp chuẩn bị đầu hàng rồi bạn không? Chuẩn bị đầu hàng rồi. Mình chưa biết là ai nhưng mình nhìn mình có cảm nhận là có một bạn chuẩn bị đầu hàng rồi. Wow. Hay quá anh ơi. Mỗi lần ăn mới thích. Vậy là qua vòng 2 này đã có bạn Huyền Anh đầu hàng rồi các bạn ạ. Có hai vòng thi đấu thì hai bạn có bạn nào đã được xin đầu hàng chưa? Cháu ạ. Cháu phải 15 vòng nữa ạ. Bạn nhận đầu hàng. Cháu sẽ sắp được. Vậy chúng ta sẽ bước sang vòng 3 các bạn nhé. Bây giờ bạn Hưng sẽ bước vào phiếu đầu tiên bạn nhỉ? Bạn nhận bước vào phiếu. Qua lượt các bạn nhé. Mình sẽ bốc làm phiếu của mình.
Một cái rưỡi các bạn ơi. Mình một cái các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ chia lương khô luôn các bạn nhỉ. Mình sẽ ăn một cái này trước, rồi mình sẽ bóc một tiếp một cái, rồi ăn một nửa cái các bạn nhé. Đây là phần lửa của mình nhá, mình đã ăn được một cái gần hết rồi các bạn ạ. Mình còn một nửa cái nữa các bạn ạ. Phô thao kiểu gì bạn Tương cũng sẽ bốc được hai cái mọi người. Các bạn ơi, bánh nhân khô rất ngon nhưng mà ăn là không uống nước như này thì rất là khó các bạn ạ. Để giành chiến nhiên thắng không phải đơn giản đâu các bạn nhá. Mình ăn hết rồi các bạn nhá. Mình ăn hết rồi các bạn nhá. Qua vòng thi đấu thì bạn Hương gọi là bạn nào đã xin đồ hàng chưa ạ? Đó, chưa, tôi bảo thì cũng lấy rồi. Đây là đồ hàng chưa? Chưa. Vậy mình sẽ bước sang vòng 4 luôn các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ lắp cái lá phiếu cho các đều để xem các bạn bốc được lá phiếu nào nhá. Bắt cho. Đây là chúng sẽ bắt đầu làm phiếu trình nha này. Đây rồi, đây rồi. Bạn thử bông luôn. Chị định nghe ăn tiếp. Mình bông làm phiếu nửa cái các bạn nhé. Sao mình vào này mình phải bốc được cái lá phiếu qua được mới đúng các bạn ạ. Chỉ tích. Bây giờ bạn Hương chỉ định nhan nhỉ? Tôi biết là hai cái gì đúng không? Kêu các chỉ định nhan tiếp. Bây giờ bạn Hương đang chỉ định bạn nhận ăn các bạn nhé. Bạn Hương bây giờ phải hai cái các bạn ạ. Mình vừa ăn đấy các bạn nhé. Mình vừa mình ăn một nửa cái các bạn nhá. Các bạn rất là thèm đường khô rồi, chút đến lượt các bạn ạ. Cháu không thèm. Cuộc chiến càng ngày càng gay go các bạn ạ. Toàn bước may mắn. Đấy nhá, một nửa khô của mình đây ạ, mình mời các bạn nha. Không hiểu hỏi phiếu này kiểu gì mà cái lá phiếu hai miếng lương khô nó đi đâu rồi các bạn này, chưa ai bốc được các bạn ạ. Bây giờ chú sẽ để đây rồi tí nữa chú sẽ để ra. Sắp phải dừng cuộc chơi rồi các bạn. Nếu bạn nhận được dừng cuộc chơi thì bạn Hương có tôi tin là bạn Hương xin chào. Tưởng dễ như ăn kem không dễ đâu các bạn ạ. Mất quên cũng luôn.
qua 4 vòng thi đấu rồi, các bạn nào xin nghỉ chơi chưa? Anh nghỉ chưa? Chuẩn bị đi. Chuẩn bị qua, chúng ta phải giành ngày giành chiến thắng. Bạn Hưng, bạn Hưng bốc đầu tiên đi. Vâng. Ai cãi. Bốc chỉ đi với ăn theo các bạn. Đã phiếu qua lượt các bạn nha. Nửa cái đấy các bạn nha. Một cái rưỡi các bạn ạ. Ai đây. Bây giờ bạn Hưng sẽ chỉ định ăn đi. Chỉ định bây giờ chiều rồi. Trần Tú. Vậy sẽ mình sẽ phải ăn 2 cái rưỡi các bạn. Bạn Nhật bốc được làm kiểu bao nhiêu cái? Một cái. Đây, chắc mình sẽ bảo rồi, ăn phẩm tốt. Xin tình của tôi ạ. Ok. Mình mời các bạn nha. Thank you.
bạn nhận được cơ thủ rất đăng ký các bạn nha. Các bạn nhớ xem hết video để xem hôm nay bạn nhận có là người giành chiến thắng không bạn, các bạn nhá. Vì bạn nhận đã ăn cũng tương đối nhiều bánh cho các bạn ạ. Bánh thì có ngon đấy nhưng mà rất là khó ăn. Vì vậy từng người ta mới bảo là bánh khô nên nó khô thật thôi ạ. Qua vòng đấu thứ 5 thì có bạn nào xin đầu hàng chưa các bạn ơi? Bạn nhận đầu hàng chưa? Vậy chúng ta sẽ bước sang vòng thứ 6 luôn các bạn nha. Vậy sẽ đăng hoàng phiếu đều cho hai bạn không? Bạn nãy là bạn nào bốc trước nhỉ? Bạn nhận bốc trước à? Bây giờ bạn không bốc trước. Chúng ta cùng kiểm tra lá phiếu nào. Một cái rưỡi, nửa cái, bạn là một cái rưỡi à? Đây là khoảng góc. Đây một cái rưỡi luôn. Không thì đâu, cái vịt à. Không, một cái rưỡi, Vòng này bạn nhận rất may mắn các bạn nha, bạn nhận chỉ bốc được một có một nửa cái thôi các bạn ạ. Các bạn nên ăn một cái nữa các bạn nha. Bạn hơn khẽ thua, nhiều. Chú ăn là ăn 6 miếng. Tôi ăn 1, 2, 3, 4, 6, 3, 5, mấy cái nữa nữa. Dễ như chơi game thôi mà, đúng không? Dễ như chơi game đúng không? Cơ bản là may hương áo đỏ nên là hương may mắn và có 3-4 vòng là hương bốc ô chỉ định, lá phiếu chỉ định và một lá phiếu qua lượt đúng không? Tại cái lá phiếu nên nó có lâm châm tay trắng này nó. Tại sao nó không qua lâm châm tay chúng nhỉ? Nó qua lâm châm tay chúng thì bốc thì bốc chỉ định ăn. Còn hương ăn 3 lần luôn liên tục. Các bạn ơi, hai cơ thủ của mình chơi rất là đăng ký các bạn ạ. Đến giờ chúng ta cũng chưa thể xác định được là bạn nào sẽ là người giành chiến thắng các bạn ạ. Vì bạn ăn cũng rất là tốt. Các bạn ơi, các bạn bóc lá phiếu của mình thế nào? Bạn nhận bốc được lá phiếu gì ạ? Cú này là phiếu gì? Hai cái đúng không? Trời ơi, cái con bé này chỉ đây. Bạn đừng rất là may mắn các bạn ạ. Mình tung tức mà. Bạn nhận bốc được lá phiếu nửa cái các bạn ạ. Vậy thì bạn nhận sẽ phải ăn một cái nữa các bạn nhé. Bạn Hưng may mặc áo đỏ bạn ạ, các bạn Hưng vừa, bạn Hưng mặc rất là đỏ các bạn ạ. Bạn nhận phần thưởng của bạn Hưng đi. Đó các bạn xin đầu hàng chưa? Bây giờ chúng ta sẽ bước vòng tiếp theo các bạn nha. Bạn nhận bốc chưa? Bạn bốc chưa? Đóng tiếp rồi. Bốc hát vậy nhìn. Không bao giờ nhìn thấy, vì bốc cái này không bao giờ nhìn thấy. Bạn thử bốc nhiều bạn ơi. Thấy nào?
thôi. Bạn bán nhân bốc được phiếu gì? Sáng nay nó cứ bị đổ ấy nhở. Chỉ định người ăn tiếp đúng không ạ? Các bạn ơi, bạn Hưng rất là may mắn các bạn nha. Bạn Hưng lại bốc được lá phiếu. Chỉ định người ăn tiếp các bạn ạ. Các bạn Nhật. Một cái. Bạn Nhật đã bốc được lá phiếu một cái các bạn nha. Như lần hàng ấy các bạn nha. Các bạn ơi, vậy là hôm nay chúng ta đã tìm được người chiến thắng các bạn nhá. Đó là bạn Hưng, bạn Nhật đã xin đầu hàng rồi các bạn ạ. Video của mình đã rất dài, mình xin được kết thúc video tại đây. Các bạn nhớ like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Và nhớ nhấn cái chuông để nhận thông báo khi ra video mới nhất nhé. Xin chào tạm biệt. Xin chào tạm biệt.